Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Happy Monday. Nhưng mà nào mở Hoa Kỳ. Ở Việt Nam đó, các bạn đã bước qua là ngày thứ ba rồi và đầu tuần chúng ta đã có nhiều thông tin lớn rồi chúng ta có cái cập nhật liên quan tới ngân hàng SVB thì cuối cùng đã có một cái ngân hàng nói chung thì cũng không phải là mua lại ngân hàng SVB nhưng mà họ đã mua lại một số lượng tài sản lớn đó chính là ngân hàng First Citizen Bank ngân hàng này đã chấp nhận thu mua lại một số lượng lớn tài sản của SVB những gì các bạn cần nên biết chúng sẽ đề cập đến ở đầu video chúng ta cũng thấy được là thị trường tài chính nói chung đó khi chúng ta nhìn vào chứng khoán Hoa Kỳ thì các bạn thấy là cả ba chỉ số như là chỉ số Dow Jones thì hôm nay có cái sự hồi phục nhẹ tăng gần như 200 điểm là 0.6% nhưng mà chỉ số S&P 500 nên thì không có cái sự thay đổi nhiều. Nasdaq tới hôm nay lại đóng lại ở mức là âm 0.47% nhưng mà crypto thì sao các bạn? Chúng ta thấy được hôm nay đó, giá của BTC đã có một cái sự đi xuống. Tuy là các bạn thấy được là so với cái thời điểm này ngày hôm qua đó thì giá xuống khoảng chừng là 2.9% không phải là nhiều lắm các bạn nhưng mà chúng ta được là giá bây giờ đã đang ở mức là khoảng 27.000 đô nhưng mà cách đây vài tiếng đồng hồ đó chúng ta được là giá đã có lần đi xuống tới mức là 26.529 và chúng ta có những ngọn nến đỏ cũng rất là dài ngày hôm nay nhất là cái ngọn nến này các bạn hồi sáng nay thức dậy đó chúng ta đã được là giá đi rất nhanh trong vòng một giờ đồng hồ thôi đã đi từ 27.700 đô mà xuống tới cái mức thấp đó là chỉ có 26.500 mà thôi giảm 1.000 đô rất là nhanh chóng luôn thì chuyện gì đã xảy ra vậy chúng ta có thể đã nghe được nhiều thông tin liên quan tới là CFTC có nghĩa là ban quản lý hợp đồng tương lai của Hoa Kỳ đã khởi kiện công ty Binance thì những chi tiết gì các bạn cần nên biết đó là điều mình thường muốn chia sẻ với các bạn trong video này crypto nói chung ngày hôm nay đi xuống tại vì các bạn thấy là cả thị trường hôm nay đó thì xuống 2.9% vốn hóa thì vẫn hơn 1 trên một nghìn tỷ các bạn nhưng mà hôm nay là một ngày mà phần lớn các đồng đều là màu đỏ tuy là không đỏ nhiều lắm chúng ta được là có những đồng như là TVM hay là Cardano, Dogecoin thì đi xuống cũng cỡ như BTC nhưng mà chúng ta có BNB thì lại xuống 5.1% hôm nay ra cái thông tin liên quan đến tôi nghĩ là ít nhiều gì cũng ảnh hưởng đến BNB nhưng mà ngoại trừ cái thông tin liên quan đến cái vụ kiện của CFTC với lại Binance chúng ta còn thông tin xấu gì nữa không mà dẫn nó dần đi xuống thì giờ chúng ta lại có một cái thông tin mà nhiều bạn chắc cũng đã biết rồi đó chính là MicroStrategy họ đã hoàn trả khoản vay 205 triệu đô la từ Silvergate với mức chiết khấu là 22% thì những bạn nào mà theo dõi kênh một thời gian các bạn cũng đã biết là trước đây đó thì MicroStrategy đã chấp nhận vay mượn 205 triệu USD từ Silvergate. Họ dùng BTC của mình làm thế chấp vay mượn số tiền này để đi mua thêm BTC các bạn. Và đây cũng là một trong những cái hành động mà khiến cho nhiều người cảm thấy là Michael rất là mạo hiểm tại vì dùng hết tiền công ty để mà đi thu mua BTC à, đã là một mạo hiểm rồi, bán cổ phiếu công ty để mà thu mua lại là một mạo hiểm nữa, nhưng mà cũng không đủ. Michael Saylor đã dùng cái số lượng BTC thu mua cho công ty, à, một phần đó dùng làm thế chấp để mà vay thêm tiền để đi mua thêm BTC các bạn. Cho nên à, nhiều người nói là Michael Saylor sự đã quá mạo hiểm đối với lại cái à, cách đầu tư của mình vào thị trường BTC này ai cũng có lòng tin thôi các bạn nhưng mà cách làm của Michael Saylor thì rất là mạo hiểm và nhiều người nói là sớm muộn gì Michael Saylor sẽ bị thanh lý nhưng mà điều đó đã không xảy ra và ngày hôm nay đó Michael Strategy đã trả lại cái số tiền mượn đó cho ngân hàng Silvergate thì có nhiều bạn thắc mắc không thần là tại sao mà trả trước kỳ hạn nhưng mà lại có thể được discount được chiết khấu 22%. Lý do thường nghĩ là tại vì ngân hàng Silvergate này họ đã không còn hoạt động nữa các bạn. Các bạn có thể nhớ là thông tin Silvergate họ nói là họ sẽ ngưng và không tiếp tục hoạt động cho ngành ngân hàng này nữa. Và đương nhiên khi mà họ ngưng hoạt động Nên một là họ ngồi đó chờ đến kỳ hạn thì Michael Strategy mới trả, có thể là họ không muốn chờ lâu như vậy. Bây giờ có thể là họ chỉ muốn lấy lại một phần tiền rồi xong đó giải thể công ty mà thôi. Và có thể là họ đã gọi Michael Strachey nói bây giờ muốn trả trước hay không. Muốn trả trước thì cho chiếc khấu 22%. Thì các bạn được là Michael Saylor đã đồng ý trả cái số lượng tiền này cho CVK và lấy lại cái số lượng BDC dùng đồng thế chấp thì coi như là Michael Saylor lúc đó nên không nhớ là mua BTC giá bao nhiêu đương nhiên là sẽ cao hơn giá bây giờ rồi nhưng mà coi như cũng được giảm 20% đó là cái cách mà chúng ta có thể hiểu và đương nhiên chúng ta phải cộng thêm cái phần tiền lời mà Michael Saylor phải trả cho Silvergate nhưng mà tính tới ngày 23 tháng 3 của năm nay đó thì Michael Strategy lại mua thêm nữa các bạn 6.455 BTC với giá là 150 triệu đô ở mức trung bình là 23.238 đô mỗi BTC À, tổng cộng hiện bây giờ đó là micro strategy nắm giữ là 138.955 BTC được mua ở cái tổng số tiền là 4.14 tỷ đô la mức trung bình à, của tất cả số lượng BTC này đó thì mỗi một BTC mua trung bình là 29.817 có nghĩa là tính tới giá hiện tại thì Michael Strategy lên BTC đã vẫn đang lỗ một phần. Thì đây là thông tin à, nhiều bạn coi là tốt thì tại sao? tôi này nói là đây là cái thông tin à, dẫn đến cái thể giá cả đi xuống tại vì nhiều bạn cũng đã comment bên dưới rồi. Mỗi lần mà Michael Saylor nói là thu mua thêm BTC thì à, giá nào thì cũng sẽ thấy được là giá BTC đi xuống sau đó. Cái bài được là sau đó thì à, giá BTC à, đã giảm xuống cái mức là 26.000 đô sau khi có thông tin này nhưng mà thường chỉ nó giận nhưng mà một chút thôi cái thông tin quan trọng hơn đó chính là cái thông tin liên quan tới Binance và CFTC nhưng mà trước hết đó, chúng ta hãy nói tới thông tin liên quan đến ngân hàng đi thì nhìn chung thị trường đó các bạn thì là tình hình ngân hàng coi như cũng đã có một cái sự ổn định hơn rồi chúng ta không nghe nói tới những cái thông tin giật dân trong cuối tuần qua vàng thì chúng ta thực là cũng ở đó mà thôi ở mức năm 963 đô cũng tương tự như là cái mức giá hồi thứ sáu còn hợp đồng dầu đó thì ở mức là 72 đô thì coi như cũng là cái mức thấp trong vòng mấy tháng qua còn crypto chúng ta đã nói tới rồi bây giờ chúng ta hãy nói tới tên ngân hàng tại hoa kỳ đi thì tối ngày hôm qua đó chúng ta đã thấy được là có thông tin là ngân hàng first citizen bank à, họ sẽ mua lại một phần lớn tài sản của ngân hàng svb đây là cái ngân hàng mà bị sụp đổ chúng ta nói tới khá là nhiều rồi và tối ngày hôm qua đó chính là tối ngày chủ nhật tại hoa kỳ thì à, các bạn có thể hiểu là cuối tuần qua tuy là không có những cái thông tin lớn nhưng mà đương nhiên là rất nhiều người quan tâm đến à, svb quan tâm đến là khi mà mở cửa thứ hai nếu như mà không có bất cứ giải pháp nào đó thị trường lại càng hoang mang thêm cho nên thường nghĩ là cuối tuần qua Fed hay là FDIC hay là Bộ Tài chính cũng rất là bận các bạn để có thể bán tài sản của SCB này cho một ngân hàng khác và điều đó đã xảy ra tối ngày hôm qua tuy là chúng ta thấy cái thông tin là SCB được thu mua lại nhưng mà thật ra không phải là ngân hàng SCB được thu mua lại mà chỉ là tài sản của họ được thu mua lại mà thôi có nghĩa là theo đường hiểu đó sau khi mà thu mua lại tài sản này ngân hàng SCB này coi như là cũng từ từ cho vào quên lãng đó các bạn thì ngân hàng First Season Bank này họ đã mua lại cái số lượng tài sản đáng giá là 72 tỷ đô la nhưng mà họ chỉ mua với cái mức giá chiết khấu là 16.5 tỷ mà thôi có nghĩa là cái số lượng tài sản đó bán với mức giá rất là thấp luôn các bạn chỉ bán với mức là 23 phần trăm của cây mức giá trước đó mà thôi. Thì sau khi mà xem hướng này đó có thể là nhiều bạn cảm thấy là thở phào nhẹ nhõm, coi như là cái sự kiện liên quan tới Silicon Valley Bank cũng đã được giải quyết một phần nào. Cũng đúng, nhưng mà cũng không hẳn là chúng ta có thể dễ dàng thở phào nhẹ nhõm đâu các bạn. Các bạn nên hiểu đó là cái số lượng tài sản mà được thu mua bởi ngân hàng First Edition này chỉ là một phần mà thôi. Các bạn thấy được là cái số lượng còn lại mà không được thu mua đó đáng giá tới 90 tỷ lần các bạn có thể hiểu là họ thu mua 72 tỷ nhưng mà còn lại khoảng chừng 90 tỷ là ngân hàng này không muốn mua lại của Silicon Valley Bank. Tại vì sao vậy? Tại vì có thể là cái số lượng tài sản đó quá xấu, nếu nhờ mua chỉ có lỗ mà thôi. Cho nên cái số lượng tài sản đó đó vẫn đang được giữ bởi FDIC các bạn, có nghĩa là cơ quan cung cấp cái dịch vụ bảo hiểm cho ngân hàng. Họ giữ lại cái số lượng tiền này bây giờ đó coi như là không ai mua hết các bạn. Và để các bạn hiểu rõ hơn đó, cái điều này chỉ có thể xảy ra khi mà FDIC và Bộ Tài chính và thường nghĩ là có cả Fed nữa đã phải uh, hỗ trợ rất là nhiều và cũng phải thuyết phục ngân hàng First Season để uh, có thể thu mua lại uh, cái tài sản của SBB. Và các bạn có thể thấy được là ngân hàng First Edition họ sẽ cầm tài sản họ mua vào tài sản họ đang có là khoảng chừng là 219 tỷ đô la. Có nghĩa là như Thuận Dư chia sẻ đó, ngân hàng SVB sẽ từ từ cho vào quên lãng cho họ không có phải mua lại SVB rồi sau đó là họ tiếp tục kinh doanh. Họ chỉ mua lại tài sản mà thôi. Và cái số lượng tài sản đó là gì? Thứ nhất đó là họ mua lại tất cả những cái nợ mà SVB đang chờ đợi để thu về có nghĩa là cái số lượng tiền mà họ cho vay đó rồi họ cũng mua lại những cái số lượng tài sản mà đang được lưu trữ trong ngân hàng có nghĩa là các bạn gửi tiền vào ngân hàng SVB thì bây giờ cái số lượng tài sản đó nó sẽ được quản lý bởi ngân hàng First Citizen và họ thu mua lại khoảng chừng là 17 chi nhánh của SVB nhưng mà để ngân hàng First Citizen này chấp nhận thu mua lại đó thì chúng ta được là FDIC phải tiếp tục giữ lại 90 tỷ đô la cái số lượng tài sản mà không bán được à, thì bây giờ đó chúng ta được là FDIC vẫn lưu trữ cái số lượng công trái phiếu đó bây giờ đã bị giảm giá rất nhiều rồi và FDIC đó đã phải hứa hẹn với lại ngân hàng First Division này là trong vòng 5 năm họ sẽ chấp nhận chia sẻ lỗ với ngân hàng này có nghĩa là FDIC phải thuyết phục First Division là cứ mua đi đừng có lo lỡ như mà thu mua cái số nợ của SVB đó cái số nợ mà chưa được thu lại lỡ như mà cái số nợ đó trở thành nợ xấu thì đừng có lo nếu như mà thua lỗ đó thì FDC sẽ cùng nhau chia sẻ cái phần lỗ đó trong vòng 5 năm và nếu như mà có thêm người tới rút tiền có nghĩa là ngân hàng First season này họ thu mua lại cái số lượng tiền à, đang được giữ trong ngân hàng tại vì sao tại vì khi mà họ có số lượng tiền đó họ có thể dùng giữ là một phần dùng cái phần còn lại để mà cho vay à, để có thể tiếp tục kiếm thêm lợi nhuận nhưng mà lỡ như mà khách hàng vẫn tiếp tục tới tiếp tục tiền thì sao à, thì fdc nói nếu như mà như vậy đó thì bất cứ phần lỗ nào fdc cũng sẽ cùng nhau chia sẻ với lại ngân hàng first edition phải được là phải gần như là năng nỉ ngân hàng này để mà thu mua cái đó nữa fdc à, nói là ngân hàng first edition này đã có thể vay mượn cái mức là lãi suất là 3.5% lên tới con số là 35 tỷ đô la à, để có thể là tiếp tục kinh doanh. Có nghĩa là ngoài việc là thu mua tài sản với cái giá rẻ ra, FDC hứa hẹn là sẽ chia sẻ những cái uh, lỗ nếu như mà có với lại ngân hàng này và cũng đã hứa hẹn là sẽ cho vay 35 tỷ với mức lãi suất là 3.5%, coi như là một mức lãi suất coi như rất là thấp đó các bạn. Nhưng mà ngược lại thì ngân hàng First Edition này à, sẽ giao ra cái phần cổ phần khoảng chừng đáng giá khoảng chừng 500 triệu đô la cho FDIC Có nghĩa là FDIC sẽ trở thành một cổ đồng của công ty này à, Nhưng mà nói chung đó, khi mà mình xem một số những cái bình luận thì phần lớn mọi người đều nghĩ đây là một cái điều à, rất là tốt cho ngân hàng First Edition Nhưng mà cái điều này đương nhiên là không tốt cho cả ngành ngân hàng và không tốt với người dân của Hoa Kỳ. Tại sao như vậy các bạn? Tại vì đó, nếu chúng ta tính cho đến ngày hôm nay thì cái ngân hàng SVB này bị sụp đổ đã tốn FDIC 20 tỷ đô la rồi. Đây là một trong những cái sự sụp đổ mà rất tốn kém nhiều nhất ở trong ngành lịch sử ngân hàng của Hoa Kỳ kể từ năm 1934 các bạn và thứ nhất đó tại sao người ta nói đây là một cái điều có thể tốt đối với ngân hàng First Division nhưng mà không tốt đối với cả ngành ngân hàng tại vì cái số lượng tài sản xấu mà không được thu mua đó 90 tỷ này lỡ như mà cái số lượng tài sản này tiếp tục lỗ và cuối cùng đó là không có thu về được thì cái phần lỗ đó sẽ được chia sẻ bởi tất cả những ngân hàng còn lại không phải là họ sẽ cùng nhau chia sẻ phần lỗ mà FDIC sẽ tăng Giá bảo hiểm cho tất cả những hàng còn lại để bù vào cái phần lỗ đó các bạn cho nên tới cuối cùng đó thì tất cả những ngân hàng đều phải gánh chịu một phần hậu quả của svb và chúng ta cũng đã thấy được là lúc nào đó thì họ cũng nói là đây là một cái điều cứu ngân hàng nhưng mà không có liên quan gì đến người dân hoa kỳ không có tốn kém bất kỳ một đồng thuế nào hết nhưng mà các bạn nghĩ đi những ngân hàng họ cũng là người đóng thuế gì thì chẳng khác gì bây giờ cũng ảnh hưởng đến những ngân hàng thứ nhì nữa là nếu chúng ta nhìn tất cả những hứa hẹn gần đây đó thì các bạn được là những hứa hẹn này lấy tiền đầu để mà chi thì các bạn thấy được là một phần tiền là đến từ bộ tài chính bộ tài chính nói là sẽ có một cái quỹ dự phòng thì cái quỹ dự phòng của bộ tài chính từ đâu mà có các bạn thì từ thuế người dân mà có mà thôi cho nên tới cuối cùng nếu như nói là tất cả những sự kiện này không ảnh hưởng đến người dân và không có uh, liên quan gì đến tiền thuế hết thì cũng không hẳn đâu có thể là không trực tiếp nhưng mà gián tiếp thì vẫn uh, có cái uh, sự ảnh hưởng các bạn và đây là cái thông tin mới nhất liên quan tới svb À, và chúng ta thấy được là cái sự kiện này đó đã dẫn đến là ngày hôm nay khi mà mở cửa đó thì cổ phiếu của ngân hàng First Citizen này đã có một cái sự tăng trưởng tăng tới 53.74% tại vì sao vậy tại vì à, những nhà đầu tư thì nghĩ đây là một cái điều rất là tốt cho First Citizen à, nhưng mà câu chuyện liên quan tới sự lo ngại những ngân hàng đó thì cũng không chấm dứt ở đây các bạn có uh, nhiều người trên mạng đó đã nhận ra được là cái trang web lớn CNBC mà chúng ta thường hay xem liên quan đến thông tin tài chính đó. thì uh, họ có những cái trang liên quan đến cái giao dịch bảo hiểm tín dụng của những ngân hàng có nghĩa là credit default swap đó các bạn thì đây là một trong những cái chỉ báo cho thấy được là có ngân hàng nào đang gặp vấn đề hay là có nhiều ngân hàng nào đang gặp vấn đề hay là không Tại vì khi mà có ngân hàng nào gặp vấn đề đó thì cái giá giao dịch của những cái bảo hiểm này nó sẽ tăng lên các bạn Tại vì khi mà ngân hàng cảm thấy không ổn thì để có bảo hiểm phòng chống rủi ro nó sẽ có giá cao hơn Chúng ta cũng đã thấy cái thông tin liên quan đến tổ chủ về Credit Default Swap gần đây rồi Nhưng mà CNBC đã, đã xóa đi tài liệu Credit Default Swap cho năm ngân hàng lớn cho bạn. Chúng ta có ngân hàng JP Morgan, Bank America, PNC, Truist Financial và Wells Fargo thì đương nhiên đây là một cái câu hỏi các bạn trong cái tình hình mà đang căng thẳng như vậy thì tại sao lại xóa đi những cái trang này chẳng cái gì là không muốn à, người truy cập trang có thể nắm bắt được tài liệu liên quan đến là cái mức giá bảo hiểm tín dụng đang ở mức bao nhiêu đương nhiên chúng ta có một số những trang khác cũng chia sẻ những cái thông tin này nhưng mà ít nhiều gì đó đây cũng à, là một cái câu hỏi các bạn không hẳn là những ngân hàng này gặp vấn đề à, nhưng mà hiện bây giờ đó xóa những trang này thì cũng khiến cho nhiều người có cái sự nghi ngờ hiện tại rồi đó là cái thông tin mới nhất liên quan tới ngân hàng à, tôi nghĩ là chỉ tạm thời ổn mà thôi à, chúng ta được là còn rất là nhiều những nghi vấn hiện tại khi mà có trên thông tin tôi sẽ chia sẻ với các bạn à, và đối với tình hình của ngân hàng đó tôi nghĩ là tới cuối cùng cũng sẽ phải có tiền in ra mà thôi chứ còn thường cũng không biết là tiền từ đâu mà ra hết các bạn những cái ngân hàng mà họ đem công trái phiếu đến gửi fed bây giờ đó tại vì nếu như họ bán ra ở trên thị trường sẽ bị lỗ tại vì mức lãi suất đã tăng cao họ gửi cho phép tầm thế chấp thì có thể là bảo toàn được cái giá trị không trái phiếu đó và họ có thể vay ngắn hạn là một năm nhưng mà vấn đề là giờ này năm sau đó thì những ngân hàng đó có trả được cái số nợ này hay không đó là một trong những câu hỏi hiện tại và nếu như những hàng đó mà không trả được thì tất cả những cái công trái phiếu đó xảy ra sao các bạn chỉ có lỗ mà thôi thì sẽ như thế nào cái ở đâu mà đắp vào cái số đó cuối cùng thường nghĩ là chỉ có giải pháp in tiền thôi và đây là những cái thông tin mới nhất liên quan tới sự kiện ngân hàng chúng ta thấy được là trong tuần này đó cũng có sự kiện lớn liên quan tới fed nữa Tại vì ngày mai và ngày mốt đó sẽ có buổi điều trần ở Thượng viện và Hạ viện Thì buổi điều trần này đó là liên quan tới tại sao những ngân hàng lại bị sụp đổ như vậy Và chúng ta sẽ không thấy Chủ tịch John Powell đến dự buổi điều trần này Mà chúng ta sẽ có hai người đến thay ông ta Thứ nhất đó chính là một trong những người mà giám sát ngân hàng Đó chính là Fed Governor, nghĩa là thống đốc Michael Barr của Fed Sẽ là người đại diện cho Fed để mà đến buổi điều trần này Chúng ta cũng có thêm một người nữa Đó chính là Chủ tịch của FDIC Martin Greenberg À, cũng sẽ đến thường diện nhà hạ viện để mà dự cái buổi điều trần này và đương nhiên họ cũng phải trả lời những cái à, câu hỏi rất là cắt gao đến từ những nghị sĩ và những dân biểu chúng ta cũng đang thấy được là chủ tịch fed à, đến quốc hội cách đây hai tuần đó lúc đó vẫn chưa có sự kiện liên quan tới ngân hàng chỉ vì là tình hình kinh tế bây giờ đang bị chậm lợi và lãi suất đang cao lạm phát vẫn chưa có thật sự đẩy lùi thì à, các bạn thấy được là những à, dân biểu và những à, nghị sĩ cũng đã tấn công chủ tịch fed như thế nào rồi thì à, đợt này lại có chuyện lớn hơn tôi nghĩ là michael boy à, và Martin Hình Greenberg phải trả lời những câu hỏi rất là khó trong cái buổi đưa chân này tôi sẽ chia sẻ khi nào mà có trên thông tin Nhưng mà hôm qua tôi có chia sẻ với các bạn đó là họ sẽ nói gì về tại sao mà ngân hàng bị sụp đổ các bạn Tôi không nghĩ là Fed hay là FDIC họ sẽ nhận trách nhiệm về mình đâu Tôi nghĩ là họ phải đổ lỗi cho mọi cái gì đó và có khả năng là họ đổ lỗi cho ngành crypto. Nhưng mà hôm qua thằng nói với các bạn là cũng không có hợp lý đâu tại vì crypto chỉ là một phần rất nhỏ mà thôi và không ảnh hưởng đến ngân hàng SBB chỉ ảnh hưởng đến ngân hàng Silvergate và Signature mà thôi nhưng mà lý do tại sao mà ngân hàng sụp đổ cũng không liên quan đến crypto mà liên quan đến là lãi suất tăng cao thị trường không được ổn tình hình kinh tế chậm lại người ta đến rút tiền dẫn đến là họ phải bán công trái phiếu với cái giá rẻ mới dần nên tinh thần như thế này. À, thì hôm nay đây chúng ta đã có một số những cái thông tin được chia sẻ trước về Michael Barr sẽ mở đầu cái buổi điều trần như thế nào. Thì à, dựa theo những thông tin chúng ta nhận được đó, thì Michael Barr sẽ nói là SVB bị sụp đổ đó, đây là một cái ví dụ điển hình à, về việc là quản lý rủi ro quá kém cho ngân hàng này à, và ngoài trừ SVB ra đó thì Michael Ba nghĩ là ngành ngân hàng vẫn đang rất là vững chắc cho nên không gì phải lo lắng hết nhưng mà SVB vì là một điển hình của cái sự quản lý của rủi ro rất là kém và thêm vào đó đó thì michael Boy cũng có thể nói lý do tại sao mà ngành ngân hàng gặp nhiều vấn đề bây giờ đó một phần cũng là vì chúng ta thấy được là lạm phát tăng cao dẫn đến là lãi suất phải tăng lên để mà quản lý lạm phát à, thêm vào đó chúng ta cũng có những cái sự kiện như là chiến tranh giữa nga và ukraine thì vẫn chưa chấm dứt và ảnh hưởng đến nền kinh tế và một điều nữa là sau khi mà chúng ta có cái dịch bệnh xảy ra đó thì lúc đó đã có một cái quyết định là sẽ giảm những cái quy định cho những ngân hàng địa phương xuống để cho họ có thể là cho vay kích thích nền kinh tế trở lại. Tại vì các bạn đã nhớ là tháng 3 năm 2020 đó lúc đó dịch bệnh xuất hiện khắp nơi trên thế giới luôn các bạn. Thật ra thời điểm đó nó nhiều người rất là hoang mang. Chúng ta bây giờ nhìn lại đó thì thấy là thời điểm đó dịch bệnh tóm lại là căng khoảng chừng là 1 tới 2 năm mà thôi rồi sau đó tình hình cũng đã ổn định trở lại như là bây giờ nhưng mà thời điểm đó khi mà chúng ta đang trong tình trạng dịch bệnh nên không biết là ngày mai ra sao các bạn Chúng ta không biết được dịch bệnh này sẽ kéo dài bao nhiêu 6 tháng, 1 năm, 2 năm, 3 năm, 5 năm Chúng ta hoàn toàn không biết được Và chúng ta không biết được là tới cuối cùng đó Thì khi nào mọi thứ mới trở lại bình thường được Các bạn thấy được lúc đó ai cũng hoang mang hết Cho nên ngay lúc đó, đó thì đã có nhiều quyết định là sẽ bác bỏ một số những cái quy định trước đây Mà đã khiến cho những ngân hàng địa phương an toàn hơn Bây giờ sẽ giảm hay là cắt bỏ những quy định đó Khiến cho những ngân hàng địa phương À, mới cho vay nhiều cái tính nền kinh tế nhưng mà cũng đồng nghĩa là họ phải chấp nhận nguy hiểm cao hơn dẫn đến là bây giờ họ gặp vấn đề khó khăn tại vì họ đã không có còn những quy định đó nữa à, đây cũng có thể là một trong những điều mà Fed sẽ nói để đổ lỗi cho một ai khác các bạn đó là điều mà thường có thể chia sẻ đây với các bạn và những người nào mà kinh doanh trong cái thời điểm dịch bệnh thì có thể là các bạn cũng đã biết rồi có thể nhìn lại đó thì nhiều người nói là chỉ cần chấp nhận đóng tiền mặt bằng thêm một tháng hai tháng nữa thì mọi thứ nó sẽ ổn nhưng mà ngay lúc đó các bạn đâu có biết được các bạn các bạn đang có một cái nhà hàng các bạn đang kinh doanh một cái cửa tiệm nào đó mà các bạn phải trả tiền mướn mặt bằng hàng tháng mà các bạn không thu nhập mà các bạn không biết được là phải trả tới ngày tháng nào thì cũng tương tự gì mà thôi lúc đó ai cũng hoang mang hết à, thì thực ra cũng không có thể chấp tay được cho các bạn trở lại thì điểm đó tôi nghĩ là quyết định vẫn xanh như vậy vẫn phải tìm cách nào đó để mà kích thích nền kinh tế fed cũng đã giảm lãi suất giảm quy định ngân hàng xuống để ngân hàng có thể cho vay thì à, đó cũng là một điều dễ hiểu mà thôi chứ không có phải là lỗi của bất cứ ai thời điểm đó theo thường nghĩ là như vậy nhưng mà dù sao đi nữa đó bây giờ đã có chuyện xảy ra rồi thì à, phải có người nào đó đứng lên để mà chấp nhận nói về mình, chúng ta chỉ không biết bây giờ người đó là ai mà thôi.